Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn vòng đời của một con tằm từ khi tằm chín như thế này cho đến khi mà chúng ta lại nuôi được một lứa tằm vòng lại như thế nhé các bạn nhé. Đây là chúng ta đang gỡ kén tằm đấy các bạn. Từ con tằm chín và chúng ta cho nó vào trong một cái chậu và chúng ta sẽ cho nó quấn tổ. Đây là đang quấn kén tằm đấy các bạn này. Còn những cái con này là những cái con tằm lười, gọi là tằm lười, nó không biết quấn, không biết làm nhà, không biết làm tổ đấy các bạn ạ. Đấy, đây chúng ta đang gỡ kén tằm từ trong những cái buồng lá vải này. Chúng ta cho vào cái lá vải này thì nó cứng. Thế xong rồi là khi tằm được 2 ngày, quấn tổ được 2 ngày thì mình mới gỡ nó ra, thì cái lá nó cứng thì cái kén tằm nó quấn nó đẹp và khi chúng ta gỡ ra nó không bị rách lá, nó rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, gỡ ra chúng ta để ra chậu cho nó khô đi. Thế chúng ta sâu vào thì từ 7 đến 9 ngày sau nó sẽ nở ra con ngài, gọi là con bướm bướm, con ngài tằm nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ giải nó ra cho nó khô, gỡ nó ra, giải nó ra cho nó khô. Đấy, bây giờ đây là con ngài tằm này, nó sẽ nở ra con bướm và chúng ta cắt cánh nó đi, thả con bướm đực lẫn con bướm cái, xong rồi cho chúng nó dèo nhau và chúng nó đẻ trứng. Đấy, đây là bướm cái đang đẻ trứng và trứng tằm sau khi đẻ xong sau khoảng 7 ngày thì nó ra màu đen và đến từ 10 đến 12 ngày thì là tằm sẽ nở ra sâu con, trứng sẽ nở ra tằm con. Đấy, những con tằm con nở ra và chúng bắt đầu tìm đến ăn. Tằm nở nhúc nhúc và chúng ta sẽ hái lá để chúng ta thái cho tằm con ăn. Và đây là lá sắn nha các bạn. Đây là cây sắn. Cây sắn này gọi là sắn lá tre. Khi mà con tằm của chúng ta nó còn bé thì chúng ta nên hái cái loại lá sắn bản nhỏ như thế này, thì chúng ta thái ra nó sẽ dễ và tằm nó ăn sẽ dễ. Và các bạn lưu ý cho mình là các bạn không hái lá non quá nhé. Lá non quá thì là nó sẽ nhanh héo, và lá già quá ở dưới gốc thì là nó có ít nhựa, thì tằm của chúng ta ăn nó chậm phát triển. Các bạn hãy đếm từ trên ngọn xuống và cái lá thứ 7, thứ 8 thì các bạn hái cho mình nhé. Đấy, các bạn hái khi tằm còn bé, các bạn hái lá nhỏ thôi chứ không cần hái lá to. Cái loại sau này mà nó to rồi thì các bạn mới hái lá to nhé. Đó, các bạn hái cái lá gọi là lá bánh tẻ nhé các bạn. Thế xong rồi mang vào là chúng ta sẽ thái nhỏ ra và chúng ta cho tằm ăn. Thế còn khi mà con tằm nó đã lớn lên, nó lột xác được đến lần thứ 2 rồi thì các bạn không cần phải hái lá, nó chọn lá nhỏ nữa mà cũng không cần phải thái lá nữa nha các bạn nhé. Và từ khi tằm của chúng ta nó đã lột xác đến lần thứ 3 rồi. Đấy, lần thứ 3, thứ 4 thì chúng ta không cần phải chọn lá giống lá sắn lá nhỏ nữa, và những lá sắn lá to như thế này chúng ta vẫn cứ cho ăn bình thường và không cần phải thái nữa các bạn ạ. Đấy, đây là con tằm lột xác lần thứ 4 và có những con đang lột, có con thì vừa mới ngủ dậy xong, có con thì đang bắt đầu ăn dỗi ngày 1. Đấy, các bạn nhìn xem nó ăn kìa. Người ta bảo là ăn như tầm ăn dỗi. Này chỉ 4 ngày sau thôi các bạn ạ. Tầm ăn dỗi 5 ngày. Đấy, đây con này là được 1 ngày rồi này. Còn 4 ngày sau nữa thì là các em nó lại chín, lại quay vòng đời như lúc ban đầu. Tổng tất cả thời gian từ khi con tằm
bắt đầu chín cho đến lúc con tằm lại chín thì nó rơi vào tầm 42 đến 45 ngày các bạn ạ, tùy theo thời tiết. Thường thường là 44 45 ngày. Đấy, sớm thì phải 42 ngày. Tận dụng tất cả mọi phương tiện để nuôi tằm các bạn ạ. Bằng phên, bằng nong hay kể cả rải xuống nền đất. Nếu như mà không có kiến, chúng ta triệt được kiến thì chúng ta có thể rải xuống nền đất nuôi cũng được. Đây, cận cảnh. Con này là con tằm ăn dỗi ngày thứ 4 rồi các bạn nhé. 4 ngày. Được 4 ngày thì là các em nó chuẩn bị bắt đầu có màu vàng vàng, phớt vàng. Đến ngày thứ 5 thì là nó vàng hẳn, là nó ỉa đá hết phân đi. Thế xong rồi nó chín. Đấy. Còn một ngày nữa thôi. Ngày hôm nay là các em nó ăn thôi. Đêm nay là các em không ăn nữa. Ăn ghê không? Rào 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 ra các bạn ạ. Lẫn cả những con tằm bé kìa. Đấy. Đây là đến ngày thứ 5 rồi các bạn nhé. Là các em nó lại quay lại lúc ban đầu.